Vâng, tiếp theo ta đến với một số những cái tác phẩm mai chiếu thủy. Những cây mai tầm nhỏ nhưng mà với cái bóng sáng, phần tán lá cộng với những cái thân cây rất là côn đẹp như thế này. Đó là cây mai của anh Nguyễn Thành Trung. Vâng, ba cây mai chiếu thủy liền đều của anh Nguyễn Thành Trung. Tác phẩm mai chiếu thủy của Vũ Tuấn Quảng. Tác phẩm xanh của Hữu Công. Cây xanh đã nhiều điểm chụt ra vòi với cái phần bệ rất là đẹp, dáng trực với cái độ cô lại lá nhỏ tí xíu. Tác phẩm Tùng La Hán của anh Lê Xuân Chiến. Trương Như Hiền với tác phẩm xanh Long Giáng thuộc Hội Sinh vật Cảnh thành phố Sầm Sơn. Tác phẩm si của Nguyễn Doãn Hoan, câu lạc bộ Hoàng Long. Vâng, mức độ tạo dằm và đang chấm chấm những cái lọc lên
nhấp nhú rất đẹp. Chúng ta đến với rừng ruối của anh Nguyễn Anh Tuấn. Vâng, tác phẩm xanh cũng của Nguyễn Anh Tuấn. Bùi Phạm Tuyên với tác phẩm xanh. Lá đẹp quá. Vâng, chúng ta đến với tác phẩm trà Phúc Kiên. Một gốc trà mà lớn già như thế này cũng không phải là ít đâu. Của anh Bùi Phạm Tuyên. Chúng ta đến với một tác phẩm xanh của anh Cường Trang. Vâng, một cây xanh dáng trực huyệt rất đẹp, nổi cộn lên cái phần bệ. Đẹp quá. Vâng, anh Cường Trang với tác phẩm Suy. Và một tác phẩm xanh tầm nhỏ. Tác phẩm xanh của anh Nguyễn Trung Hiếu. Chúng ta quan sát cái nấm mốc địa y như màu đá suốt từ dưới bệ cho lên đến ngọn luôn. Chúng ta đến với cây sung. Một cái độc đáo nhất tôi muốn nhấn mạnh với các bạn. Đây là những cái vòi quả dưới mặt đất đùn lên từ những cái rễ. Đây là những cái ít thấy của chúng ta.
Đấy, tôi đã sờ tay và tôi lắc đây. Và trên cây cũng có. Hay quá nhỉ, cây sung. À, chủ nhân đã làm được phần bông tán cũng như là tán xanh. Và một cái điểm nhấn nữa, gốc bệ cực kỳ là côn luôn. Và cái vị trí quả như tôi đã nói với các bạn đây, tất cả là từ rễ hết. Cứ như là đùn quả, như đùn vòi từ mặt đất mà lên. Cây sung, cây ổi và cây mai chiếu thủy cùng một bản đó của anh Lê Xuân Chiến. Chúng ta thấy có tác phẩm xì bám đá. Đó là cây xì của anh Nguyễn Thành Trúc. Và mộc thạch tương sinh rất là hay. Cây mai chiếu thủy cũng của anh Nguyễn Thành Trung. À, tại vị trí này tôi thấy có một cặp ba tác phẩm. À, tôi đoán là chắc của một chủ nhân. Đúng rồi, cũng của anh Nguyễn Thành Trung. Đây là hình ảnh của cặp ba, hai cây mai chiếu thủy hai bên. À, đối xứng, ở giữa là một cây linh sam. Hình ảnh rất tuyệt vời. Là những tác phẩm tầm nhỏ, một người bê nhẹ nhàng. Hình ảnh của cặp đôi mai chiếu thủy đối xứng qua tác phẩm linh sam rất là đẹp. Vâng, với hình ảnh của cặp đôi mai chiếu thủy, chủ nhân là Nguyễn Thành Trung, Đỗ Sinh cũng xin dừng cuốn video này tại đây. Để chúng ta chuyển tiếp những video sau đến với bonsai nghệ thuật câu lạc bộ Hoàng Long, thành phố Thanh Hóa. Vì điều kiện liên tục có những trận mưa gối nhau, dưới sân quảng trường rất nhiều nước. Chúng ta sẽ chuyển đến những cuốn video sau. Xin mời các bạn tiếp tục theo dõi. Và cũng đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh Hương Sắc Đỗ Sinh để động viên
đỗ sinh, cũng như là một sự ủng hộ nhiệt tình để chúng ta kịp thời theo dõi với chất lượng và số lượng video lớn nhất.